Hai, chào tất cả mọi người ha. Thì mọi người thấy tàu tóc mình ướt nhẹp không? Tại vì mình mới vừa xây vi ở ngoài kia vô mọi người, thì trời đang mưa cho nên mình nghĩ mình chạy vô đây. Thì sẵn đây mình cũng chia sẻ với anh em cái này luôn, là ngày hôm qua ông anh ông của mình ông có nói là hiện tại ông mới vừa hỏi mấy người mà bán hú vô bò mọi người, thì họ bán hiện tại bây giờ là khoảng 13 đến 14 triệu một cặp, mà người ta nói một cặp nhưng mà người ta về thì chưa nghe hót chưa gì hết, nhưng mà người ta nói là người ta bao trống máy nhưng mà không biết như thế nào. Thì thật sự mà nói đối với cái giá 13 14 triệu này thì mà không không nghe hót không nghe gì hết thì thật sự mà nói là rất là khó nha mọi người, và giá cũng rất là cao nha. Và ảnh còn nói với mình á, hú da bò là da bò ngực xám chứ không phải là da bò ngực đỏ nha, không phải vàng luôn, nó chỉ là con da bò giống như dạng mà nó lai á mọi người, hoặc là nó là da bò chuẩn của Lâm Đồng đó, cho nên là cái quay trang của mình á lai ngược xám giống xám giống như con của anh Long mọi người, nó mà mình hay nấu mấy con da bò mà xấu 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 á đó, là mấy con đó mọi người, mà giá khoảng 13 đến 14 triệu một cặp ha. Thì bữa trước thì mình hỏi á, thì là 6 triệu rưỡi đến 7 7 8 triệu một con hú trống là tùy con á. Rồi bây giờ thì có một tin nữa là cặp nó là như vậy, thì tại vì hôm qua nay có rất là nhiều anh em hỏi mình, thì nói chung mà chim hiện tại bây giờ mùa dịch thì anh em cũng biết rồi đó, rất là khó khăn, và nhiều khi mình cũng nghĩ là do những anh em đi bẫy á, thì tính rủi ro rất là cao. Thì hiện tại là đang chỉ thị 16 mà mọi người đi ra đường thì lỡ xui hay bị bắt hay gì đó là sẽ bị phạt, cho nên là mình nghĩ thì cái giá này bây giờ nó là như vậy cũng có thể là hợp lý, hoặc là cũng có thể là người ta đẩy cái giá con chim lên và để những người, nói chung là bữa giờ anh em thấy rất là nhiều người bị lừa, thì lừa giá chim rẻ trong này kia nọ, rồi xong họ những người họ cũng sẽ lấy những cái giá đó họ đăng lên và họ làm giá thôi chim của họ. Thật sự thì cũng đúng, thì giờ thì một con chim mà sinh sản bây giờ một cũng đó mọi người khoảng 16 17 triệu một cặp là một cặp bình thường, là chim nó đẻ rồi á, còn những con chim mà ví dụ mà nó biết hơn xíu thì vài ba chục thì cũng có thôi. Thì mình chia sẻ này như vậy, nhưng mà chủ đề chính của mình hôm nay á, đó chính là nhiều anh em hỏi mình. Có nhiều anh em nói là dùng cần sa để cho chim ăn để cho nó tăng khởi sức khởi lực, thật sự mà nói là cây đó là cây cấm nha mọi người, nên mọi người đừng có nên dùng cái đó. Thì mình sẽ chia sẻ anh em cái này, thì mình thấy cái này là không có ai chia sẻ với tất cả anh em đâu, thì với lại những cái bài thuốc hay gì đó mình cũng ít hiếm khi nào mình thấy anh em chia sẻ. Thì cái bài thuốc này, cái loại cây này á là có nằm ở trong cái danh mục làm cám của mình, nó nằm ở trong một phần ở trong cám của mình luôn. Thì bữa nay mình chia sẻ anh em là dùng như thế nào và làm như thế nào và tại sao ở cái AV mình lại có cây đó luôn, thì bữa nay mình chia sẻ nè ha. Đố mọi người biết đây là cây gì? Đây chính là cái cây đinh lăng nha mọi người. Thì thành phần tá dừa của nó như thế nào á thì mình sẽ để ở phía sau này ha, mọi người cố gắng đọc cho mình ha, tại vì nó rất là dài, còn không anh em có thể là tra trên Google. Thì giờ mình sẽ để một khoảng thời gian để anh em có thể là đọc cho thật kỹ ha, thì mình sẽ chia sẻ anh em có thể là đọc thành phần hóa học của nó, rồi tá dừa của nó, rồi cách dùng của nó ha, rồi mình sẽ để bên dưới cho mọi người xem ha. Rồi, mọi người cũng có thể thấy qua cái đó như thế nào rồi ha. Giờ thì mình sẽ đi vô vấn đề chính là mình sẽ hướng dẫn anh em sử dụng như thế nào. Tại vì cái cây đinh lăng này á không chỉ dành cho động vật mà con người mình cũng dùng nha. Ở trong quân đội họ vẫn dùng cây này nha mọi người. Mọi người biết lý do vì sao ở trong quân đội họ dùng cây này không? Tại vì á nói chung là do mấy đứa đi nói chung mấy đứa bạn nha, mấy đứa em đi cái vụ á, nó nói là ở trong đó có nấu nước này uống nha mọi người. Đấy. Thì mọi người đọc tá dược nó ha, là nó sẽ tăng, nó rất là nhiều loại axit amin, rất nhiều dinh dưỡng và nó làm tăng bền sức dẻo dai. Đó đó chính là cái quan trọng nhất khi mà mình dành cho chim ha, đối với con người thì nói chung là cái đó là dành cho người mà mọi người cũng biết rồi ha, giờ dành cho chim mình như thế nào ha. Khi mà dành cho con chim mọi người, khi cái này nó rất là tốt cho những con chim anh em tập sức bền của nó và cái sức mà đi khi á mọi người,
là phải có cái này vô, con chim mình nó rất là bền. Mà khi ví dụ mà mình ngưng thuốc này á, ngưng cái lá đinh lăng này á, thì con chim nó vẫn chơi bình thường, không không có vấn đề gì hết. Thông tin thì mình sẽ để cái video bên dưới đây cho mọi người xem. Đây chính là cái con chim mà hồi trước ở nhà mình là mình chia lại cho anh Long, mình tiễn cho anh Long thôi. Rồi sau đó ảnh về dưới, ảnh ăn toàn bộ 100% cám của mình. Tại vì á là cám của mình đó mọi người, là nó có cái này và vô trong cái vị cám mình rất là thơm, cho nên là dù anh em có trộn thường có những con á, chim nó rất là tinh ý, nó sẽ bơi những cái phần cám kia ra hết, là sẽ ăn cái cám của mình. Cho nên là cái này nó nói chung là nó có cái mùi, khi mà ca làm cám có cái mùi, cho nên mà nhiều anh em thấy á, cám ba vì á, cám ba vì thường nó sẽ có cái mùi rất là thơm, tại vì bỏ hương vô cho chim thích. À, thì cái này cũng như vậy, cám của mình cũng vậy, thì tại vì mình có bỏ mật ong với lại mấy cái phụ liệu như là cây cỏ nè, nó rất là thơm. Và khi anh em mà dùng hết á thì chim nó vẫn chơi bình thường, không sao hết mọi người, nó không có phải là bị như người khác là nghĩ cám của mình là chim nó không chơi ha. Thì đây cái video của anh Long đây ha. Rồi đó mọi người thấy nó chơi như thế nào, kinh không? Cái đó là không có cám của mình cũng từ lúc mà cách ly tới bây giờ mọi người đó, mà nó như vậy á. Rồi thì bây giờ mình sẽ chỉ anh em cách để mà dùng như thế nào cho tốt và hiệu quả ha. Còn cái công thức của cám của mình mà mình đưa liều lượng vô như thế nào thì mình không chia sẻ ha, thì mình chia sẻ anh em là cách để dùng cho một con chiên của mình như thế nào thôi ha. Thì thường thì anh em cũng biết rồi á, cây đinh lăng này mình sẽ có thể là dùng từ lá khăn, lá thân và rễ luôn nha mọi người, không bỏ thứ gì hết. Nhưng mà đặc biệt chim mình thì mình nên cho ăn lá thôi mọi người, không cần tới khăn đâu. Khăn thì nó rất là cực, mình phải cắt ra mình sắt rồi mình nấu giống y chang nấu thuốc nam, thuốc bắc vậy mọi người đó. Còn cái lá này á mình chỉ lấy ra và mình đâm, cố gắng mỗi con chim anh em đâm khoảng ra nước nha, anh không cần biết anh em đâm cỡ nào đâm, nhưng mà đâm phải chắc ra khoảng là 5 ml 5 ml pha trong một cống nước nha. Em nhớ là pha vô cống nước nha, 5 ml pha trong một cống nước. Còn nếu anh em muốn trộn cám á, thì anh em lấy 5 ml đó anh em trộn chung với cám. Thì trộn chung cám này nè, nhưng mà trộn vô thì anh em phơi nó sẽ bị nát cám hết, không có làm được đâu. Chỉ có cách đó là anh em cho uống nước thôi. Còn thí dụ mà làm cám anh em có thể là xong rồi anh em rứa lên cám rồi anh em trộn phụ gia phụ này kia nọ, thì cái đó là tùy anh em thôi. Còn cái này mình chỉ anh em là cách để cho uống cho con chim tăng sức đề kháng và tăng sức chịu đựng dẻo dai của con chim thôi ha. Là mình dùng hết tất cả lá, mình làm sao làm đâm ra khoảng 5 ml pha cho một cái cống nước, cái cống nước thủy tinh mà mình hay pha cho anh em xem á. Anh em cho uống mỗi ngày. Và anh em nên nhớ nha, thuốc có tác dụng khi uống ngay và uống liền, thuốc để qua đêm nó là thuốc độc nha, anh em nhớ lưu ý nha, không nên để qua đêm nha. Anh em cho uống tầm khoảng là nửa ngày là thấy ok rồi, anh em kháo nước ra, lấy ra đổ và cho nước mới, nước trắng bình thường vào. Thì anh em có thể là cho uống cách ngày hay uống từng lợi, mỗi tuần cũng vậy. Anh em có thể là bỏ vô cối xay sinh tố, xay tươi nha, không có cần phải là không được lấy nước mà pha nước vô nha. Còn nếu anh em pha nước vô thì anh em không có đông được là 5 ml như thế nào. Cho nên là anh em phải dùng cái xi lanh á, cái xi lanh mà bơm á mọi người. Mình xong mình lấy ra mình rút đủ 5 ml xong mình pha cho cống nước đó mình cho chim uống. Đó cây, cho nên là ở trong này mình có đinh lăng này là để cho chim của mình nó có thể là nó lặt lá nó ăn. Mình sẽ cho mọi người xem. Cái này không phải là mình lặt đâu nha, chim nó lặt đó nha. Đó mọi người thấy không? Nó gãi hết nè. Nó gãi mấy cái đầu này hết nè. Mình không hề lặt nha. Là chim nó tự nó ăn hết chứ không phải là mình ăn đâu. Nó rất là hôn, nó sẽ ăn những cái ngọn non lâu, nói chung là nó sẽ ăn mọi người đó, lâu lâu phải không, tự nhiên nó mắc cái ngọn nè đó mọi người thấy không. Cho nên là tại sao ở trong cái avi này mình cũng có, mà avi ở bên kia nuôi khú mình cũng có nha. Thì bữa nay mình chia sẻ anh em vậy,
Cho nên là anh em đừng nên dùng cây cần sa nha. Cây cần sa thật sự mà nói là nếu mà anh em nào trồng thì sẽ bị cơ quan chức năng là tới bắt bắt gán chịu nha. Chứ tại vì cái đó là nói chung mà nó là một chất gây nghiện rồi, không có thể dùng tốt cho chim đâu mà. Khi mà dùng mà không có nó thì con chim của mình nó sẽ nó xuống luôn chứ nó không có lên đâu. Còn đối với cây đinh lăng của mình là cái bài thuốc dân gian nó có đã rất từ lâu rồi, cho nên em cứ dùng thoải mái không sao đâu. Thật sự mà nói là như vậy, mình đã dùng rồi. Và tại sao mình lại trồng ở trong đây là mọi người cũng hiểu rồi ha, chứ không phải là không có lý do vì sao mà tự nhiên mình trồng trong này đâu. Còn những con chim ngoài thì tại sao như vậy thì thôi, mình cũng xin kết thúc video tại đây ha. Chào tạm biệt mọi người. Nếu mà anh em mà thấy có cái nào mà nó hay hơn, thú vị hơn, hoặc là có những cái bài thuốc mà những anh em nào khác có chia sẻ với anh em á, thì anh em chia sẻ với mình hoặc là comment bên dưới để những anh em khác có thể là xem và trải nghiệm. Còn mình thì mình sẽ là lấy những cái đó của anh em mà mình sẽ thử nghiệm trước cho những con chim của mình, và sau đó mình chia sẻ lại với anh em được nó đúng chính xác hay là không ha. Thì mình nói chung là mình chia sẻ với anh em hôm nay như vậy thôi. Thì mình tạm dừng video tại đây ha. Chào tạm biệt tất cả mọi người.